Người ta nói nhất quỷ, gì ma, thứ ba học trò bởi học sinh soàn nghĩ ra đủ trò nghịch ngợm, hết làm việc riêng cho đến bày trò quỷ phá khiến không ít giáo viên phải đau đầu. Vậy nên thầy cô soàn đặt ra điều luật và luật pháp để giữ yên lũ học trò này. Thông soàn mỗi lớp sẽ có một bộ quy tắc, ghi rõ rệt khi bận rộn lỗi sẽ phạt như thế nào đồng thời nếu có thành công tốt sẽ nhận khen thưởng ra sao. Phần thưởng soàn là một quyển dở hay món vàng nào đó nhưng với nội quy vô nhộn của lớp này thì khác khi bận rộn lỗi thì phạt lao động rất nhiều nhưng khi thưởng chỉ nhận được món vàng tinh thần siêu to khổng lồ từ giáo viên. Cũng biết thưởng chỉ là phụ nên khi nhận món vàng này, không ít học sinh phải ôm bụng cười cợt vì món vàng có một không hai từ cô giáo chủ nhiệm siêu bá đạo và có tâm. Ảnh Hoàng Ngọc Án rao trường người ta Bản luật pháp sau khi được đăng tải đã gây số cộng đồng mạng vì phần thưởng trời ở y đất hỡi trong bản nội quy. Đối với các lỗi soàn gặp gỡ như đi học muộn, không thực hiện đồng phục học sinh sẽ bị phạt trực nhật hay chép nội quy. Phạt cáo là vậy nhưng phần thưởng lại siêu khó đỡ đó là combo lời khen chân thành và tràng pháo tay của giáo viên. Những gamer thủ tích cực tham gia các hoạt động của trường, combo lời khen một tràng pháo tay chăn chứa tình yêu soàn từ cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Nga và các gamer thủ học sinh lớp 11V. Những gamer thủ được điểm tốt tích cực phát biểu trong giờ học, những lời khen chân thành từ lớp trưởng và cô giáo chủ nhiệm kèm theo một tràng pháo tay siêu to khổng lồ của lớp. Nhiều dân mạng đã không nhịn nổi cười cợt trước sự vui nhộn của món dàn tinh thần siêu dễ yêu mến mà cô giáo đặt ra. Nhìn phần thưởng là thấy sai sai đâu rồi, gamer thủ V. A à, bình luận. Sau những lần trực nhật sắp mặt thì học sinh mở màn chăm ngoan và dần nhận tiếng vỗ tay của cả lớp mắt lòng mắt dạ như thế nào, Gamer thủ nợ. Tờ chia sẻ. Tưởng nhiều thế này em không dám nhận, em xin nhường món vàng này cho Gamer thủ khác. Gamer thủ huyện quy bình luận. Còn quá nhẹ so với lớp mình, phạt trực nhật ít ba ngày, lên sổ đầu bài thì hẳn nửa tháng. Ai làm sai còn bị phạt tiền đi học mà cứ ngỡ đang đi làm kinh quản tế, gamer thủ cờ. Tờ chia sẻ.